Rồi, cho thầy được xin phép gửi lời chào đến tất cả các bạn học trò đã dành thời gian theo dõi buổi livestream trưa ngày hôm nay của kênh Tuổi Học Trò Thân Mến. Thì buổi livestream trưa ngày hôm nay thì thầy xin phép được livestream chương trình Toán 9 gửi đến các bạn học trò trên khắp mọi miền của đất nước. Thì như thường lệ thì trước khi bắt đầu vào buổi livestream thì thầy sẽ chia sẻ một lần nữa về lịch livestream của kênh Tuổi Học Trò bên thầy, để cho các bạn học trò chúng ta tiện học cũng như là tiện theo dõi. Thì đối với kênh Tuổi Học Trò bên thầy live tổng cộng là 4 lớp, gồm có chương trình lớp 9, lớp 10, 11 và 12. Mỗi một lớp như vậy á, thì sẽ có một cái lịch livestream khác nhau. Đầu tiên á, thì lớp 9. Hiện tại là thầy đang lập nhóm chương trình Toán 9. Thì lịch live chương trình Toán 9 hiện tại là chỉ vào 2 ngày. Đó là ngày thứ ba lúc 21 giờ và vào ngày chủ nhật lúc 12 giờ trưa. Khi nào chương trình Toán 9 được lập xong đủ 1.000 thành viên thì lịch live nó sẽ có sự thay đổi một tí, nó sẽ có tăng cường hơn một tí. Các bạn học trò lưu ý nha. Tiếp theo nữa đó là chương trình Toán 10 thì sẽ được cố định vào ngày thứ sáu và vào ngày chủ nhật lúc 21 giờ. Vậy là tức tối ngày hôm nay vào lúc chủ nhật thì thầy sẽ có buổi live stream dành cho chương trình lớp 10. Tối ngày hôm nay thì thầy sẽ live về chủ đề đó là quy tắc cộng, quy tắc nhân. Nên là những bạn nào đang là học sinh lớp 10, chúng ta đang muốn học cái phần này thì tối ngày hôm nay các bạn học trò quan tâm nha. Rồi chương trình Toán 11 thì sẽ được thầy live cố định một tuần 2 ngày vào thứ năm và thứ bảy lúc 21 giờ. Chương trình lớp 12 cũng sẽ được live cố định một tuần 2 ngày vào thứ hai, thứ tư lúc 21 giờ. Nên những bạn nào quan tâm đến lịch livestream cũng như là thích thú với cách học live ở kênh Tuổi Học Trò thì các bạn học trò có thể chụp lại màn hình và chúng ta có thể ghi chú lại lịch livestream để chúng ta có thể tiện học. Một lần nữa thì ngày hôm nay chủ nhật thì thầy sẽ có 2 khung giờ live. Đó là live vào lúc 12 giờ trưa và live vào lúc 21 giờ tối. 12 giờ trưa ngày hôm nay thì thầy sẽ live về chủ đề chương trình hình của lớp 9. Và tối ngày hôm nay chủ nhật thì thầy sẽ live về chủ đề quy tắc cộng, quy tắc nhân của chương trình Toán 10. Rồi, bây giờ thì trước khi buổi livestream ngày hôm nay bắt đầu, các bạn hãy cùng bình luận giúp thầy một bình luận đó là chúng ta đang là học sinh lớp mấy và đến từ tỉnh thành nào. Một lần nữa xin phép được long trọng kính mời. Chúng ta đang là học sinh lớp mấy và đến từ tỉnh thành nào đây? Các bạn học trò ơi, thầy giới thiệu về bản thân thầy trước ha. Thầy thì đang là học sinh lớp lớn. Đang là học sinh lớp lớn và thầy đến từ tỉnh Bến Tre. Được chưa? Đó là lớp của thầy đó, học sinh lớp lớn đến từ tỉnh Bến Tre ha. Viết của thầy nó bị đứt khúc mực nên là thầy bắn cái thôi nó rớt xuống. Rồi lớp 9 đến từ Cần Thơ, lớp 9 đến từ Bình Dương, Bình Định, lớp 9 đến từ Bình Định, lớp 9 đến từ Hà Nội, lớp 9 đến từ tỉnh Bình Dương nè, lớp 8 đến từ Bến Tre. Lớp 8 thì thầy chưa có live stream, nhưng điều mình có thể follow kênh thầy trước để năm tới mình bắt đầu học nha. Có lớp 9 đến từ Bến Tre, lớp 9 đến từ Trà Vinh, lớp 9 đến từ Đắk Lắc, 9 đến từ Hà Tĩnh. Vậy là rất là nhiều đúng không nè? Rất là nhiều bạn ở nhiều vùng miền khác nhau. Thì hiện tại các bạn học trò xem kênh Tuổi Học Trò của thầy đến thời điểm này là chúng ta xem được thời gian bao lâu rồi? Chúng ta có thể bình luận cho thầy Trọng biết được không? Trong lúc chờ đợi thời gian học chính thức được diễn ra. Thì đến thời điểm này thì kênh Tuổi Học Trò của thầy được xây dựng nay tầm cỡ là 4 năm. Thì năm đầu tiên mà thầy live stream trên nền tảng mạng xã hội dạy học cho các bạn học trò thì năm đó là 2K6 đang học lớp 9. Năm đó rơi vào đúng cái dịp Covid-19 á, thì các bạn học trò bắt đầu bước vào giai đoạn học online đấy. Thì năm đó là 2K6. Năm tiếp theo là năm 2K7. Rồi năm tiếp theo là năm 2K8 và năm nay là năm 2K9 dành cho chúng ta. 5 tháng. Rồi các bạn thì học 3 tháng. Rồi chuẩn bị nha. Chúng ta lưu ý ha. Đây là lịch live stream dành cho kênh Tuổi Học Trò. Chúng ta nhìn thật kỹ lịch live này để chúng ta có thể tiện học và tiện theo dõi. Rồi bây giờ thầy trò chúng ta cùng bắt đầu học nội dung học ngày hôm nay ha. Chúng ta cùng chép bài vào các bạn học trò thân mến nha. Đầu tiên vô nè. Thì nội dung live stream ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ đến cho các bạn học trò về chủ đề hình. Chúng ta sẽ cùng học hình nha. Học hình. Thầy sẽ đảo trước khi học thì thầy sẽ đảo một chút về lý thuyết trước cho chúng ta hình dung ha. Bước 1 các bạn chịu cực vẽ cho thầy một cái đường tròn. Vẽ một cái đường tròn ra nha. Rồi. Thầy vẽ cái compa nó hơi bị chật một tí. Rồi, đây là đường tròn tam O các bạn thân mến nha. Đây là đường tròn tam O. Rồi các bạn vẽ một hai cái bán kính. Đây là bán kính OA. Và các bạn vẽ thêm một bán kính nữa. Đó là bán kính OB ha, bán kính OB. Rồi ở đây các bạn ghi chữ N nhỏ. Rồi, ở đây các bạn ghi chữ M. Rồi, ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ được học thế nào là góc ở tâm. Đây. Số 1 ha. Chúng ta xin học thế nào góc ở tâm. Chúng ta được học góc ở tâm ở trong trường chưa? Các bạn học trò thân mến. Được chứ nè. Ở trong trường mình được học hình học về chủ đề góc ở tâm chưa? Thầy nghĩ là chắc rồi ha. Góc ở tâm thì rất là dễ. Đây, chúng ta nhìn vào đây. Chúng ta đọc câu này. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Được chưa? Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Vậy cái đỉnh nè, AOB, đỉnh của nó là O, nó trùng với tâm của đường tròn. Được chưa nè? AOB, đỉnh của nó là O, nó trùng với tâm của đường tròn thì được gọi là góc ở tâm. Rồi, được chưa? Góc ở tâm. Vậy bây giờ góc ở tâm thì sao? Góc này thì sao? Về số đo thì góc ở tâm này, góc AOB nè, nó bằng 1/2 số đo của cung bị Quên, số đi. Tào lao. Góc ở tâm nó sẽ bằng số đo của cung bị trắng. Vậy góc này nè, AOB là góc này. Nó đang chắn cái cung AB thì nó sẽ bằng số đo của cung AB. Rồi bằng số đo của cái cung AB. Rồi chưa? Được chưa? Bằng số đo của cung AB. Góc thì chúng ta ký hiệu là cái ngoặc nhọn, cái mũ nhọn. Còn cái cung thì chúng ta ký hiệu là cái cung tròn. Rồi. Nhìn một cái này là thiên về lý thuyết thôi chứ không có gì là hiểu hay là không hiểu cả. Rồi, tiếp tục nha. Góc này nè, nó chắn cái cung AB. Nè, nhìn tổng thể này ha. Đây là góc ở tâm. AOB nó chắn cái cung AB của đường tròn tam O. Được chưa? Chắn cái cung AB của đường tròn tam O. Thì góc này nó sẽ bằng số đo của cái cung này. Nguyên một đường tròn tam O thì có tổng số đo là 360 độ. Nguyên một đường tròn có tổng số đo là 360 độ. Góc ở tâm nó sẽ bằng số đo của cung bị trắng. Được chưa? Ở đây thì có tổng cộng 2 cung. AB nè, ANB được gọi là cung nhỏ, AMB được gọi là cung lớn. Rồi. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản như vậy cho nó dễ. Nhớ nha, chúng ta chỉ hiểu là thứ nhất, góc ở tâm là góc có đỉnh nằm ở tâm của đường tròn, được gọi là góc ở tâm. Tiếp theo, số đo của góc ở tâm sẽ bằng số đo của cung bị trắng. Được chưa? Góc ở tâm có số đo bằng số đo của cung bị trắng. Góc này là 30 độ thì cung AB cũng là 30 độ. Cung AB là 45 độ thì cái góc này cũng là 45 độ. Rồi. Bây giờ chúng ta vô một cái bài tập để cho các bạn học trò hình dung. Rồi bây giờ các bạn lật cho thầy cái bài tập số 5 trong sách giáo khoa. Lấy bài tập số 5 trong sách giáo khoa ra chúng ta làm để cho các bạn học trò dễ hình dung nha. Rồi, chúng ta đọc nè. Hai tiếp tiến của một đường tròn tam O tại A và B cắt nhau tại M. Rồi, cái này là thiên về kiến thức của học kỳ 1, đúng không nè? Học kỳ 1 mình có học cái này rồi. Rồi, bây giờ mình vẽ một đường tròn tam O ra trước ha. Rồi. Đây là đường tròn tam O nè. Rồi, bây giờ Thầy lấy điểm M đi ha, M nằm đây đi. Đầu tiên thầy vẽ hai tiếp tuyến ha, tiếp tuyến thứ nhất. Rồi. Vẽ bán kính là vuông góc luôn nha. Rồi, đây là tiếp tuyến MA. Ký hiệu vuông góc vô. Một tiếp tuyến nha, một tiếp tuyến. Tiếp theo, thầy vẽ tiếp tuyến MB. Tiếp tuyến là đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại một điểm. Được nha. Tiếp tuyến là đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại một điểm và vuông góc với bán kính tại ngay điểm ấy. Lưu ý với thầy nha. Rồi, đây là B. Rồi, ký hiệu vuông góc vô. Rồi, bây giờ các bạn học trò hình dung được chưa? Góc AMB bằng 35 độ. Rồi, thầy vẽ cái góc này cũng chưa chính xác nè. Chúng ta tưởng tượng ha, cái góc này là 35 độ một tí ha, 35 độ. Rồi, ngừng. Được chưa, được chưa? AMB bằng 35 độ. Bây giờ người ta kêu tính nè. Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính AO và AB. OA và OB. Vậy là ở đây người ta kêu mình tính cái góc này bằng bao nhiêu. Rồi, các bạn học trò bình luận giúp thầy tới cái góc này là bao nhiêu độ. Bình luận coi. Khá là dễ. Một trong những câu hỏi để cho các bạn học trò xác định được thôi. Bao nhiêu các bạn thân mến? Rất là nhiều bạn đang bình luận là 145. Những nguyên nhân tại sao là 145? Có bạn nào không biết không? Rất là nhiều bạn đang bình luận là cái góc này nè là 145 độ. Những nguyên nhân tại sao góc này là 145 độ. Có bạn nào không biết không? Rồi, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta nhìn vào đây. Góc A này vuông là bằng 90. Góc A này vuông, ý góc B này vuông cũng là bằng 90. MAOB là một tứ giác. Một tứ giác thì có tổng số đo là 360. Đúng chưa? Nè, nghe kỹ nè. MAOB là một tứ giác. Một tứ giác thì có tổng số đo là 360. Anh này là 35. Anh này là 90. Anh này là 90. Thì chúng ta sẽ lấy 360 độ. Chúng ta đi trừ cho 3 anh này. Thì sẽ ra được góc này là bằng 145. Theo như các bạn học trò đang tính là như vậy. Chúng ta bình luận lại coi. Chúng ta được chưa? Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vô trình bày. Nếu mà hiểu rồi thì bình luận cho thầy hai chữ dạ hiểu. Cố lên, cố lên. Đây là tiết lai hình học đầu tiên. Ha, tiết lai hình học đầu tiên của học kỳ 2. Nên là đây là một cơ hội vô cùng quý báu để cho các bạn học trò đồng hành cùng với thầy. Rồi, bắt đầu chúng ta cùng trình bày ha. Đầu tiên ta có nè. Xét đường tròn tam o, đường tròn tam o. Đầu tiên thầy có MAO bằng 90 trước. MAO bằng 90 độ. Nguyên nhân là do MA là tiếp tuyến. MA là tiếp tuyến. Thầy đi từ từ cho các bạn học trò hiểu ha. Tiếp tuyến. Rồi, ngưng. Được chưa? MA là tiếp tuyến thì MA sẽ vuông góc với OA nên cái góc này chắc chắn là 90. Rồi, tiếp tục. MBO cũng bằng 90 độ. MBO cũng bằng 90 độ. Nguyên nhân cũng là do là MB là tiếp tuyến. Được chưa? Được nha, được nha. Rồi, ngừng hang, ngừng hang. Chỗ này ổn chưa? Hai góc này bằng 90 là ổn rồi hang. Nhớ cái đây là kiến thức của học kỳ 1. Nè, tiếp tuyến thì sẽ vuông góc với bán kính tại ngay tiếp điểm. Chắc chắn chúng ta phải nhớ điều này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô tứ giác nè. Xét tứ giác MAOB. MAOB. Đầu tiên thầy có AOB cộng OAB cộng OAM cộng OBM cộng với AMB bằng 360 độ. Nhắc lại ha. Góc này cộng góc này cộng góc này bằng 360 độ. Lý do đây là một tứ giác. Một tứ giác thì có tổng số đo 4 góc là bằng 360. Tương đương thể vô nè. AOB giữ nguyên nè. Anh này là 90 nè. Anh này là nhiêu? Anh này cũng là 90 nè. Anh này là nhiêu? Anh này là 35 đề bài cho nè. 35 là đề bài cho sẵn. Đề bài cho sẵn cái góc này là 35 bằng 360. Rồi sau kỹ thuật 9 năm ăn học, chúng ta sẽ tính được AOB bằng 145 độ. Rồi, xong, kết thúc một ý. Được không? Có chỗ nào không hiểu chúng ta bình luận lại, thầy sẽ giải thích. Bởi vì thầy chấp nhận livestream là thầy sẽ chấp nhận giảng thật là chi tiết cho các bạn học trò hiểu. Còn nếu mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta bình luận chị dạ hiểu, sau đó thầy sẽ qua ý khác. Cố lên các bạn học trò thân mến nha. Cố lên. Rồi, cảm ơn các bạn học trò nha. Học trò của thầy rất là ngoan nè. Rồi, tiếp tục ha. Quay B. Tính số đo mỗi cung AB. Mỗi cung thì ở đây gồm có cung lớn và cung nhỏ. Đúng chưa? Cung lớn và cung nhỏ. Rồi, bây giờ nè. Đây nè, AB nè. Đây là A, đây là B nè. Cái cung từ đây qua đây nè là cung nhỏ nè. Rõ ràng chúng ta thấy cái quãng đường nó đi là ngắn hơn. Đúng chưa? Rồi, còn ở bên đây, từ A đi theo cái đường này là lớn hơn, được gọi là cung lớn. Mình nhìn bằng trực diện bằng con mắt mình nhìn là thấy rồi. A nè, đi từ đây là cung nhỏ. Từ đây là cung lớn. Rồi, chúng ta sẽ tìm như sau nè. Góc AOB được gọi là góc gì? Mới học. Chúng ta mới học có một góc trong buổi live ngày hôm nay. AOB được gọi là góc gì các bạn học trò thân mến? Bình luận cái nào? Góc ở tâm, chính xác. Góc ở tâm này, góc này đang chắn cái cung nhỏ AB. Đúng chưa? Nó đang chắn cung nhỏ AB thì nó sẽ bằng số đo của cung nhỏ AB. Rồi, vô đường tròn tò mò ha. Xét đường tròn tò mò. Câu B nha, câu B nha. Đây là câu A nè. Đây là câu B. Xét đường tròn tò mò. Rồi ta có góc AOB bằng số đo cung nhỏ. Số đo cung nhỏ AB. Đúng chưa? Số đo của cung nhỏ AB sẽ bằng 145 độ. Rồi, từ đây thầy suy ra được số đo của cung lớn AB bằng nhiêu? Theo các bạn học trò nghĩ bằng nhiêu? Bình luận cái nào? Sẽ bằng 360 độ đi trừ cho 145. Tại sao bằng 360? Các bạn tưởng tượng nè, nguyên một cái đường tròn này là 360. Bên đây nó là 145 rồi. Nè, giống như mình ăn cái bánh đi các bạn hết. Nguyên cái đường tròn này là 360. Mình ăn hết 145 rồi. Vậy bên đây còn lại nhiêu? Bằng cách là lấy 360 trừ cho 145 là ra 215. 215 độ. Rồi, ngưng một cái. Ổn chưa? Ổn ha. Dễ ha, không khó ha. Follow kênh thầy một cái. Bạn nào có nhu cầu muốn tham gia vào nhóm chương trình toán 9 thì tranh thủ nha. Thầy đang lập nhóm 1000 thành viên 2K9 cùng ôn luyện kỳ thi tuyển sinh 9/10. Hiện tại nhóm được 200 thành viên rồi, chỉ còn 800 thành viên nữa thôi. Dự kiến là một vài buổi live nữa là sẽ đủ, là thầy sẽ đóng nhóm lại nha các bạn thân mến nha. Chúng ta tranh thủ nha. Rồi, tiếp tục nữa. Câu tiếp theo, câu số 6. Sau khi học xong câu số 6 này rồi, chúng ta sẽ qua câu khác nha. Qua cái dạng góc khác. Rồi, nhìn câu 6 nha, câu 6. Vô nè. Cho tam giác điều ABC gọi O là tâm của đường tròn đi qua 3 đỉnh ABC. Rồi, bây giờ thầy vẽ ăn gian nha. Thầy vẽ cái đường tròn trước. Sau đó thầy vẽ cái tam giác điều cái giữa sau. Các bạn nào mà muốn tham gia vào nhóm, các bạn lưu cái thông tin này nè. Lưu cái thông tin này nè. Cái này là biết gì rồi ha. Nhắn tin cho thầy trên đây. Thầy ghi nó hơi có cấp bậc một tí nha, các bạn học trò thông cảm nha. Rồi, nhớ nhắn tin cho thầy nha, nhắn tin đi ghi đầy đủ thông tin là em muốn mong muốn cái gì đó. Thì một chút nữa đây thầy livestream xong thì thầy sẽ phản hồi tin nhắn cho các bạn. Rồi, vô nha, bắt đầu nha. Bây giờ vẽ một tam giác điều ra. Thì bây giờ mình vẽ cái đường tròn trước rồi sau mình vẽ tam giác điều vô các bạn thân mến. Sao giờ? Hả? Chúng ta ăn gian thôi. Đây, cây thước này các bạn thân mến, cây thước nè. Bây giờ các bạn vẽ một đường thẳng đứng lên đi. Cái thước của thầy sẽ dơ dưới cả. Để tí. Có bạn hỏi thầy là có phí không? Có hai nhóm, một nhóm có phí và một nhóm miễn phí. Các bạn muốn tham gia vào nhóm nào thì tùy. Nhớ nha, có hai nhóm, một nhóm có phí và một nhóm miễn phí. Chúng ta muốn tham gia vào nhóm nào thì tùy ở chúng ta. Rồi, bây giờ nè, các bạn vẽ tam giác điều ăn gian nè. Cái này là thầy vẽ ăn gian nha. Rồi, các bạn vẽ thẳng đứng lên nè. Một đường này ha. Rồi, sẵn cái thước, cái thước của mình là 30 độ nè. Rồi, chúng ta đặt bên đây là 30 nè. Đó, một đường 30 bên đây nha, một đường 30 bên đây. Bởi vì nó hơi, cái này đầu này nó hơi cong nên chúng ta vẽ ăn gian tí. Rồi, 30 nè, đúng chưa? Rồi, tiếp tục nữa, qua đây. Cũng là 30 nè. Rồi, nói lại. Này là mình vẽ ăn gian thôi, mình chơi lụi á. Có thể là nó không có chính xác lắm nhưng mà nó tương đối ha. Nhìn vô cái hình nó có vẻ tương đối là được. Rồi đây là O ha, đây là O, đây là A, đây là B, đây là C. Rồi, bây giờ trước khi học về tam giác điều, trước khi học các bài này, các bạn học trò, chúng ta biết cái gì về tam giác điều chúng ta la làng lên cho thầy nghe cái nào. Có đó nào. Đây là buổi livestream đầu tiên chương trình Toán Hình. Hiện tại là thầy đang đi sơ lược về tất cả cái lý thuyết, sau đó thầy sẽ ôn đề thi tuyển sinh 9/10 cho các bạn học trò đó. Và hiện tại nhóm được 200 thành viên rồi, chúng ta tranh thủ tham gia. Khi nào đủ 800 thành viên là thầy sẽ đóng sổ, chúng ta sẽ bắt đầu ôn luyện kỳ thi tuyển sinh 9/10 nha. Chúng ta nhắn tin cho thầy trực tiếp lên đây. Thông tin nè các bạn, thông tin nè. Nhắn tin nha, nhắn tin có chủ ngữ, có vị ngữ và nhắn tin lễ phép nha. Thì thầy sẽ rep tin nhắn các bạn học trò. Dạ thưa thầy gì đó, em đang là học sinh lớp 9 gì đó. Em thấy thầy like trên TikTok, em muốn tham gia vào nhóm 1000 thành viên 2K9 gì đó. Thì chúng ta mạnh dạn, chúng ta nhắn tin cho thầy sẽ phản hồi cho mình từ từ. Rồi, đầu tiên nè, khi nhắc đến tam giác điều thì các bạn học trò sẽ nhớ như thế này ha, tam giác điều nè. Rồi, tam giác điều là như sau. Một là ba góc sẽ bằng nhau. Đúng nè, ba góc bằng nhau và bằng 60 độ. Ba cạnh bằng nhau. Rồi còn gì nữa không? Trong tam giác điều, đường cao cũng là đường phân giác, cũng là đường trung tuyến, cũng là đường trung trực. Và đây nè, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác cũng là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác luôn. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ thầy vẽ nó hơi xuống đây một tí cho các bạn học trò dễ hình dung ha. Đố các bạn học trò, tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì? Chúng ta nhớ không? Nhớ không? Bình luận cái. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì mấy đứa thân mến? Ba đường trung trực, chính xác, một tràng pháo tay. Còn tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường phân giác. Chúng ta lưu ý nha. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường phân giác. Rồi. Nhưng ở trong này nó có một điều đặc biệt, đây là tam giác điều, cái đường trung trực cũng là đường phân giác luôn, nên góc này nè bằng góc này, góc này bằng góc này, góc này bằng góc này. Và thầy đố các bạn học trò mỗi góc bằng bao nhiêu độ? Mỗi góc nhỏ của nó bằng bao nhiêu độ? Chúng ta bình luận kìa. Một góc lớn là bằng 60 độ, vậy mỗi góc nhỏ là nhiêu? 30, chính xác, 30. Đúng rồi, hay quá. 30. Rồi, vậy chúng ta rà tiếp ha. Này 30 thì thằng này cũng 30. Anh này 30 thì anh này cũng 30. Vậy anh này là nhiêu vậy cả? Nhiêu? Nhiêu mấy đứa ta mến? 120. Đúng chưa? 120. Hợp lý không? Quả hợp lý. Vậy anh này bên đây cũng là 120, dưới đây cũng là 120. Được ha, được ha. Nè, đây 30, đây 30. Vậy là 60. Vậy anh này là 120. Được chứ? 120 nha, chứ không phải 60 nha. Rồi. Trời đất ơi, mấy đứa nó bình luận 60 quá trời cả. Sao biết 120? Thì tổng ba nấu góc nè, mình thầy tô cái tam giác lên nè, chúng ta hình dung nè. Nhìn nè ha. Đây. Nhìn nè, nhìn kỹ nè. Góc này 30, góc này cũng 30. 30 cộng 30 là 60. Nguyên tam giác là 180. Vậy là 180 từ 60 thì còn lại 120. Đúng chưa? Quả hợp lý còn gì nữa. Rồi, vô. Được nha, vô. Người ta kêu mình làm gì? Tính số đo góc ở tâm. Tính số đo góc ở tâm tạo bởi 2 trong 3 bán kính OA, OB và OC. Vậy có nghĩa là người ta kêu mình tính các góc này. AOB là 1. AOC là 2. Và BOC là 3. Có nghĩa là người ta kêu mình tính ba góc này bằng bao nhiêu độ. Rất là dễ. Mình mới tính được góc này 30, 60, quên. Mới tính được góc này 120 rồi. Thì tất cả cái này đều là 120. Rồi bây giờ các bạn hình dung tưởng tượng ra được 120 không có đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ trình bày. Được không? Được không? Tưởng tượng ra được 120 không? Rồi, bây giờ chúng ta làm này ha, dòm này, dòm kỹ nha, thầy sẽ trình bày cho chúng ta ha. Xét tam giác nha, xét tam giác. Mình đang ở dừng cái mức độ của cái bài là góc ở tâm thôi, chứ chúng ta chưa học về góc nội tiếp. Thì nha, nhớ nha, có rất là nhiều bạn học bài trước nên là các bạn sẽ bình luận sai nha. Chúng ta đang dừng ở mức độ là kiến thức là góc ở tâm thôi, chứ chúng ta chưa được học góc nội tiếp, nên các bạn học trò đừng có bình luận theo kiểu là kiến thức học trước nha. Lưu ý nha. Rồi. Xét cái tam giác ABC. Thầy giận cái viết thiệt chứ. Điều. Thì thầy suy ra được những điều sau đây. Đó là góc BAC sẽ bằng với góc ABC, sẽ bằng với góc ACB. Và bằng bao nhiêu độ với đứa thân mến? Bằng bao nhiêu độ? Thầy đang chứng minh nè, thầy đang chứng minh nó bằng 120 nè. Bằng bao nhiêu độ? Bằng 60. Đúng chưa? Bằng 60. Rồi thầy ký hiệu góc 1 vô đây nha. Góc số 1 này vô đây, góc số 2 vô đây, góc số 3 vô đây, góc số 1 vô đây, góc số 2 vô đây, góc số 1 vô đây, góc số 2 vô đây. Được chưa? Rồi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi thầy suy ra được tiếp tục nữa. Góc A1 bằng góc A2, bằng góc B1, bằng góc B2, bằng góc C1, bằng góc C2, bằng bao nhiêu độ? Bằng 30 độ. Được chưa? Bằng 30 độ. Rồi, từ đây thầy suy ra được đầu tiên góc đầu tiên nè, đó là góc AOB sẽ bằng 180 độ đi trừ cho A1 cộng B1 là bằng 120. Hợp lý không? Hợp lý. Tiếp tục. Góc AOC sẽ bằng 180 độ đi trừ cho A2 cộng C1 là bằng 120 độ. Được chưa? 120 độ. Tiếp tục nữa. Góc BOC là bằng 180 độ đi trừ cho B2 cộng C2 cũng bằng 120 độ. Biết tại sao là 180 độ trừ không? Vì tổng số đo 3 góc là bằng 180. Được chứ? Rồi. Tại sao bằng 60 độ? Bởi vì nó đều. Con đứa bình luận còn giận lẫy nữa kìa. Con đứa bình luận còn giận lẫy đó là tại vì nó cân, trời đất ơi, tại vì nó đều. Sao không xét 3 tam giác bằng nhau vậy thầy? Tại thầy thích làm cách này. Các bạn hỏi thầy là tại sao thầy không xét 3 tam giác bằng nhau? Do thầy thích làm cách này. Một bài toán nó có quá nhiều cách làm đi. Các bạn hoàn toàn được làm theo cách của bản thân mình nha. Được hoàn toàn làm theo cách của bản thân mình. Rồi, được nha, xong. Một cái. Tiếp tục nữa. Tính số đo các cung tạo bởi 2 trong 3 điểm A, B, C. Rồi, bây giờ mình sẽ tính cung nhỏ thôi ha, khỏi cần tính cung lớn. Rồi, ở đây sẵn làm luôn. Vậy từ đây xin ra nha. AB nè, bây giờ từ đây thầy sẽ được nè, đầu tiên nè. Số đo cung nhỏ AB. Số đo của cung nhỏ AB thì nó sẽ bằng góc AOB là bằng 120 độ. Các bạn có thể suy ra được số đo cung lớn luôn. Bằng 360 trừ 120 là bằng 240 cũng được. Làm luôn cho nó chắc. Được chưa? Làm luôn cho nó chắc cũng được luôn. Các bạn học trò thân mến. Được chưa? Được chưa? Rồi. Cung nhỏ nè. Đây nè. Từ đây nè. Góc này là 120 nè. Góc này được gọi là góc ở tâm nè. Góc ở tâm thì bằng số đo cung bị trắng nè. Đây. Góc này là 120. Thì cái cung này là 120. Cái cung này là 120. Thì nguyên cái phần bên đây là 240. Được chứ? 240. Quá hợp lý ha. Vậy là từ đây các bạn làm tương tự cho thầy ngay chỗ là AC. Và các bạn làm tương tự ngay chỗ là BC. Được chưa? Khúc này khỏi cần thầy ra tay. Các bạn học trò tự xử được. Ổn chưa mấy đứa thân mến? Bình luận một cái cho thầy cái nào. Rồi, được rồi ha. Rồi, ok. Rồi, sẵn cái đường tròn này luôn. Hướng dẫn cho các bạn học trò sơ lược một tí lý thuyết của cái bài 2. Sau đó chúng ta sẽ qua góc nội tiếp. Nè, liên hệ giữa cung và dây nè. Vậy dựa vào cái đường tròn này luôn, các bạn biết cái nào là cung, cái nào là dây không? Nè, từ A đến C, cái này được gọi là dây nè. Cái khúc này được gọi là dây nè các bạn thân mến. Thầy chỉ sơ lược một tí, cái này rất là dễ. Đây nè, AC là dây nè. Đoạn thẳng AC là dây. Được chưa? A là một điểm nằm trên đường tròn, C là một điểm nằm trên đường tròn. Đường thẳng nối từ điểm này tới điểm kia, cái đoạn thẳng nối từ điểm này đến điểm kia, đây được gọi là dây. Được chưa? Đây là dây nè. Còn AC được gọi là cung nè, cái này là cung nè. Rồi. Vậy cung bằng nhau. Ở đây là 120. Ở đây cũng là 120. Ở đây cũng là 120. Cung bằng nhau thì dây sẽ bằng nhau. Được chưa? Dây bằng nhau thì cung sẽ bằng nhau. Cái này cái kiến thức của An Giang bữa hỏng có thi nè. Nằm trong đề thi học kỳ 1 của An Giang có thi. Nó hơi An Giang một tí tẹo của kiến thức của học kỳ 2. Nhưng điều nó rất là dễ. Cung bằng thì dây bằng. Dây bằng thì cung bằng. Cung lớn hơn thì dây lớn hơn. Cung nhỏ hơn thì dây nhỏ hơn. Được chưa? Rất là dễ. Đúng như này, cái này là khỏi cần phải ghi nhiều. Chỉ cần nhìn và tưởng tượng là nhớ được rồi. Khỏi cần phải chép nhiều cho nó cực. Rồi. Bây giờ hiểu rồi ha. Góc ở tâm thì có đỉnh nằm ở tên đường tròn. Đó. Ý, có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Đây. Nhắc lại một lần nữa. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Đây. Được chưa? Và góc ở tâm sẽ bằng số đo cung bị trắng. Nhớ kỹ cái câu nói này chứ để quên. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Và góc ở tâm sẽ trùng với số đo của cung bị trắng. Rồi. Bây giờ chúng ta qua học một cái góc nữa cũng khá là quan trọng. Đó là góc nội tiếp. Và góc nội tiếp thì nó cũng quan trọng. Rất là quan trọng nha. Góc nội tiếp. Hiện tại là chúng ta đang học theo cái sườn đó là chúng ta học sơ lược về lý thuyết ha. Rồi sau đó, sau khi mà dẫn một tí về lý thuyết rồi, chúng ta sẽ vô bài tập. Các bạn học trò thân mến nha, có nghĩa là chúng ta sẽ bước vào giai đoạn luyện đề thi đó. Hiện tại là thầy đang dạy cho các bạn học trò là sơ lược tổng quát về lý thuyết. Còn cái việc mà học kỹ càng lý thuyết là các bạn được học ở trong trường rồi. Còn cái nhiệm vụ mà khi chúng ta tham gia phiên live stream của thầy thì thầy phải cung cấp cho các bạn học trò sơ lược khoảng 90% về mặt lý thuyết trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ được học giải đề thi trực tiếp. Nên là trong thời gian sắp tới, các bạn học trò tranh thủ tham gia vào nhóm càng nhanh càng tốt nha. Nhớ nha. Tham gia nhóm càng nhanh càng tốt, để đủ 1000 thành viên là chúng ta sẽ bắn nút ôn luyện đề thi liền đó. Rồi, chúng ta dòm này nha. Chưa học thì bây giờ mới học. Một lần nữa nha, bạn nào có nhu cầu muốn tham gia vào nhóm 1000 thành viên 2K9 cùng ôn luyện kỳ thi tuyển sinh 9/10 thì các bạn học trò lưu ý theo dõi buổi livestream của thầy nha. Đây là một điểm nằm ở trên đường tròn, kéo xuống đây. Đây là B. AB là gì các bạn học trò thân mến? AB là gì? AB là dây. Đúng chưa? AB là dây của đường tròn. Rồi, tiếp tục nữa. AC là gì? AC cũng là dây của đường tròn. Rồi, bây giờ cái góc này nè, người ta được gọi đó là góc nội tiếp. Vậy góc nội tiếp là góc như thế nào? Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm ở trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây của đường tròn đó. Nè, góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm ở trên đường tròn và hai cạnh này nè, hai cạnh tạo nên góc chính là hai dây của đường tròn. Ví dụ như trong trường hợp này, góc này được gọi là góc nội tiếp, góc này cũng được gọi là góc nội tiếp. Góc này là góc ở tâm. Góc này không phải là góc nội tiếp vì cái đỉnh của nó không có nằm trên đường tròn. Góc này cũng không phải là góc nội tiếp vì cái đỉnh của nó cũng không nằm trên đường tròn. Góc này cũng không phải là góc nội tiếp. Góc này cũng không phải là góc nội tiếp. Góc này cũng không phải là góc nội tiếp. Được chưa? Góc nội tiếp là góc phải có đỉnh nằm ở trên đường tròn. Nó phải nằm ngay trên đường tròn như thế này và có hai cạnh tạo nên góc chính là hai dây của đường tròn. Cái này có một cạnh là dây, còn cạnh kia đi trước quốc. Thấy chưa? Một cạnh là dây à, còn cạnh kia đi trước quốc nên nó không phải. Được chưa? Rồi. Cổ lên nha, ở chỗ này nha. Rồi tiếp tục nữa. Vậy bây giờ nhắc lại một tí lý thuyết trong tập có. Nhìn kỹ nha. Đây. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Trên chứ không phải trong nha. Trên, nằm trên cái đường tròn luôn chứ không phải trong đường tròn nha. Trong là khác nha. Nào, ví dụ góc này là có đỉnh nằm trong đường tròn nè. Trong đường tròn nè, được chưa? Rồi. Hai cạnh chứa hai dây của đường tròn đó. Phải là hai cạnh chứa hai dây của đường tròn đó. Được chưa nào? Tiếp tục. Cung nằm bên trong được gọi là cung bị chắn. Vậy góc nội tiếp chắn cái cung này là cung BC nè. Cung BC được gọi là cung bị chắn. Góc nội tiếp chắn cung BC. Rồi, vậy là từ đây mình sẽ suy ra được nè. Góc BAC sẽ bằng 1/2 số đo của cung bị chắn. Góc nội tiếp thì bằng 1/2 số đo cung bị chắn. Nó khác góc ở tâm. Góc ở tâm là bằng số đo cung bị chắn. Còn góc nội tiếp thì bằng 1/2. Vậy từ đây chúng ta suy ra được một vấn đề vô cùng quan trọng. Nhớ nha, một vấn đề cực kỳ quan trọng nha. Đây. Nếu như góc nội tiếp, góc ví dụ nha, cái cung này là 110 độ đi. 110 độ đi, ví dụ như vậy. Cái cung này 110. Thì đố có học trò góc này là nhiêu? Bình luận. Giả bộ cái chia 2 cái. Bình 55 bình luận 55 đi. Tôi chơi tôi nhắc tuồng cái hột tăng quá nè. 55 trời đất ơi, nhắc mình lộ liễu quá. Rồi, được chưa? Rồi 55. Vậy đố các bạn học trò góc này bằng nhiêu? Nhiêu? Góc này bằng nhiêu độ các bạn thân mến? Cỡ lên nào cũng là 110 luôn, 110. Vậy là từ đây chúng ta thấy được một vấn đề. Nếu như góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung, đúng chưa? Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung, thì chúng ta sẽ suy ra được góc nội tiếp sẽ bằng 1/2 số đo góc ở tâm. Được chưa? Được chưa? Góc nội tiếp chắn cung BC, góc ở tâm cũng chắn cung BC, thì suy ra được góc nội tiếp sẽ bằng 1/2 số đo góc ở tâm. Chúng ta tự nói lại, thầy khỏi cần ghi. Được chưa? Rồi. Qua một cái nữa, có một cái nữa. Vẽ thêm một đường tròn nữa. Cái này cũng khá là quan trọng nè. Cái này học kỳ 1 có học rồi. Nhưng bây giờ qua học kỳ 2 mình đã học tới góc nội tiếp rồi thì mình được làm cái kiểu này. Giờ thầy nhớ hỏi về những ký ức của học kỳ 1 tới cây quá học trò nhớ không nha. Ráng lên nha. Đang học rất là vui đúng không nè. Ngày hôm nay học vui quá. Ôi vui quá xá là vui đúng không các bạn học trò thân mến? Cũng lên. Tại đây thầy sẽ làm cho các bạn học trò nhớ nhiều kiến thức hơn nè. Các bạn học trò thân mến, AB là gì? Ui. AB là gì các bạn thân mến? AB là gì của đường tròn vậy? Trời đất ơi, cái gì mà đường nè, chắc đường ăn quá, chắc đường đi quá mà. Là gì? Đường gì? Đường kính, chính xác. Đường kính. Rồi, C là một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn. Rồi, bây giờ thầy nói góc này vuông nè. Đó, thầy nói là cái góc này là góc vuông. Nếu như theo học kỳ 1 thì chúng ta chứng minh góc vuông bằng cách nào? Học kỳ 1 này chứng minh góc này vuông bằng cách nào? Có phải là tam giác ABC có 3 đỉnh nằm trên đường tròn, AB là đường kính, suy ra được nó là tam giác vuông. Hay mình nói nôm na ngắn gọn xúc tích quịch tẹt như thế này, tam giác vuông suy nội tiếp đường tròn, đường kính là dây cung. Ý là tam giác vuông nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh quyền. Đúng chưa? Tam giác vuông nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh quyền. Vậy một tam giác có một cạnh là đường kính thì tam giác đó là tam giác vuông. Đúng chưa? Còn bây giờ qua học kỳ 2 thì mình sẽ học theo kiểu này. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ. Góc NT, tiếng Việt là nội tiếp ha, chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ. Lưu ý nha, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ. Rồi. Lưu ý cho thầy, đây là một lý thuyết cực kỳ quan trọng nha. Hai cái dòng này lý thuyết cực kỳ quan trọng nha. Thấy nó đơn giản vậy thôi chứ mai mốt thi cử kiểm tra nó vô cũng hì bọn đó. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ, tiếng Anh là 90 độ. Rồi. Vậy làm sao để biết được nó chắn nửa đường tròn cả? Trời đất ơi. Câu hỏi khó vậy. Mấy đứa thân mến, làm sao để biết được nó chắn nửa đường tròn? Sao? Đúng rồi, các bạn hiểu như vậy là đúng rồi. Các bạn nhìn bằng con mắt thường của mình. À, góc C nó chắn hai, ở đây là điểm A, đây là điểm B, góc này AB là đường kính. Đúng chưa? Nè, C nè, góc C nè, nó kéo xuống đây dây nè là A, kéo xuống đây là B, AB là đường kính. À, góc này là 90. Hiểu đơn giản theo một cách của một người nông dân. Không cần phải cầu kỳ qua lá hẹ chi cho nó cực khổ. Đúng chưa? Rồi. Được chưa? Được. Ổn chưa? Ổn. Chắn nửa đường tròn là sao? Mình biết ăn nửa cái bánh không? Nè, góc này nó chắn nửa tròn nè. Đây, tôi lấy cái thước tôi che lại. Góc C nè, nó chắn cung AB nè, nó chắn AB là thấy chưa? AB nè, đó. Có phải là đây là phân nửa đường tròn không? Phân nửa đường tròn đúng chưa? Rồi, phân nửa đường tròn là tròn 90 độ. Hợp lý chưa? Rồi. Vô. Bài tập. Trưởng mánh rồi, chúng ta đang vô cái đà học tập hấp dẫn mà làm sao chúng ta không làm bài tập để nhớ lại kiến thức được không nè? Rồi, một lần nữa xin long trọng báo các bạn học trò biết được cái bài số 16 này là một trong những bài cực kỳ quan trọng. Nó thường xuyên kiểm tra 15 phút kiểm tra miệng. Cái này là thầy nói vậy thôi, còn các bạn học trò không tin thì thôi ha. Cái bài 16 này nè là một bài cực kỳ quan trọng. Nó thường xuyên kiểm tra 15 phút kiểm tra miệng. Cái hình này nè, nhìn thấy nó mắc ghét dữ lắm. Rồi, vô. Rồi để thầy uống miếng nước các bạn thân mến nha, thầy uống miếng nước. Một like cho thầy một cái nào. Các bạn đẩy cho thầy lên 100k tim kìa. Không xin thôi, xin cho nó dữ dội lên mấy đứa thân mến. Đúng không nào? Ta nói là con người có lòng tham không đáy mà. Đã xin một tim thì thấm thía gì đúng không nào? Xin 100k tim nó mới dữ. Một bạn nhấn vào màn hình cho thầy khoảng 50 cái xem như là mình tập thể dục cho máu huyết lưu thông lên tới não cái nào. Cố lên. Rồi, thầy cảm ơn một người bạn thường xuyên tặng bông, tặng hoa cho thầy trong buổi livestream ngày hôm nay nha. Ráng lấy thử khoa nha thầy. Do là trưa nay thầy cô có live trên, cô có dạy học. Hiện tại là cô đang dạy học cho một chị lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên là máy tính của thầy bị bận nên là thầy không có live được trên Du. Có gì các bạn học trò thông cảm nha. Rồi, bây giờ trước khi thầy trò chúng ta làm bài 16 và trước khi 100k tim đổ bến, các bạn vừa tim, các bạn vừa nghe nè. Đây là thông tin mật. Thông tin mật để cho các bạn học trò có cơ hội được tham gia vào nhóm toán 1000 thành viên 2K9 cùng ôn luyện đậu thủ khoa 9/10. Bây giờ là tới thời gian thầy trò chúng ta nổ nè. Các bạn lấy thông tin này, các bạn nhắn tin cho thầy một tin nhắn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Dạ thưa thầy thân mến, em là học sinh lớp 9 đến từ tỉnh thành nào? Vừa qua em có xem thầy live trên TikTok, nghe đồn rằng thầy có một nhóm chương trình toán 9 luyện thi thủ khoa vào 10. Em xin tham gia. Rồi, lấy thông tin này nha. Rồi, tranh thủ nha. Nhớ lưu ý nha. Tiếp tục. Vô. Bắt đầu. Nói chung là tại các bạn học trò ít xem live stream thầy á, lần đầu tiên các bạn học trò biết đến kênh thầy. Chứ thầy thật sự là thầy rất thích học trò nhắn tin lễ phép. Các bạn mà nhắn tin lễ phép là gì cũng được hết trơn á. Ví dụ như là bữa nào các bạn không có bài tập, các bạn không biết đi, các bạn hỏi thầy. Dạ thưa thầy, em có một bài tập em không biết, thầy có thể chỉ giúp em được không ạ? Em cảm ơn thầy. Trời đất ơi, một bình luận làm nhói đau con tim, chắc chắn tôi phải chỉ. Còn có một đứa bình luận, thầy ơi thầy chỉ bài em này bài mới. Trời đất ơi, nó nói làm như nó biểu mình vậy đó. Là không bao giờ, ít khi nào thầy chỉ lắm. Chỉ cần các bạn nhắn tin lịch sự, có chủ ngữ, có vị ngữ là thông thường sẽ được thầy rep. Rồi, được chưa? Vô nha. Xem hình 19 nè. Đây là hình 19 nè các thân mến. Có cần vẽ hình lại không? Thế thầy nghĩ là chắc khỏi ha mấy thân mến. Khỏi đi. Thầy ơi cho em coi lại số. Đây. Trời đất ơi. Nhìn, 5 giây. Chúng ta nhắn tin cho thầy là chúng ta sẽ được thầy rep tin nhắn một chút nha. Tầm cả 3 giờ chiều thầy mới rep tin nhắn nha. Lưu ý nha. Rồi vô, khỏi cần phải làm câu chuyện kia chi mất công nha. 16, vô nè. Cho nó một cái nơ trên đầu. Có nghĩa là gắn cho nó một bông hoa trên đầu để tượng trưng đây là bài cho nữ chứ không phải bài cho nam. Thông thường các bạn học trò đi học cũng vậy. Và chúng ta nhìn vô cuốn sách giáo khoa, cái bài nào mà nó có cái nơ trên đầu như thế này nè, là các bạn nói là cái bài này dành cho nữ. Bởi vì nó có cái bông. Là bài của nữ chứ không phải bài của nam. Nên là mấy bài này tôi không thèm làm. Mấy bạn nào nữ thì làm đi. Rồi, vô nha. Cái ý đồ của người ta biên soạn sách giáo khoa là người ta cũng vậy đó. Nhưng hiện tại chúng ta không hiểu thôi. Cho hình 19. Đây là hình 19. Hai đường tròn có tâm là B và C. Đây là một đường tròn có tâm là B. Đây là một đường tròn có tâm là C. Bằng mắt thường mình nhận thấy được. Nên là khỏi cần phải vẽ hình lại. Rồi tiếp tục. Trời đất ơi, chưa dạy cái gì hết trơn mà dễ hiểu gì. Tôi chưa có dạy cái gì hết trơn mà dễ hiểu cái gì. Cái bài này chưa có làm cái gì hết trơn mà lấy gì dễ hiểu. Bình luận xạo ke nha. Tập trung. Biết MAN bằng 60, MAN bằng 30, góc này bằng 30. Góc này bằng 30. Tiếp tục. Tính BCQ. Tính tới tận đây lần các bạn thân mến. Tính tới cái này lần. Rồi các bạn dòm này nha. Thầy sẽ đi vòng vòng một tí, chúng ta thông cảm với thầy. Rồi, họ cho cái góc ở lúc chỉ bà xa này, và họ hỏi cái góc ở tận cuối cùng này, cuối cùng bản đồ này. Rồi, vô. Bây giờ chúng ta dòm. Đây, xét về đường tròn tâm B. Xét về đường tròn tâm B ha. Nhìn kỹ ha, xét về đường tròn tâm B. Thì cái góc A này bằng 30. Thì góc B này bằng bao nhiêu? Có gặp khó khăn không? Câu hỏi có khó không mấy đứa thân mến? Có khó không? Có khó không? Góc này bằng 30, góc B này bằng nhiêu? Nè, thầy làm lại nè. Góc A này, tại ghi góc A ha, bằng 30. Thì suy ra được góc B bằng nhiêu? Bằng 60. Chấm hỏi ha, sẽ có chấm hỏi ngay chỗ này ha. Tại sao? Tại sao nó bằng 60? Tại sao mấy đứa này nó biết bằng 60 ta? Tại sao nó biết mình không biết ta? Chút nữa giải thích. Rồi, vậy góc B đó bằng 60 ha. Góc B đó bằng 60. Thì cái góc C này bằng nhiêu? Các bạn học trò biết không? Góc C nó bằng nhiêu biết không nè? Nhiêu? 120 trời cơi. Thôi vậy tắt like đi ngủ đi, chứ giờ mình dạy cái gì nó cũng biết hết trơn. Giờ dạy cái gì nữa mấy đứa thân mến? Cái gì nó cũng biết hết trơn, giờ dạy cái gì nữa nha. Rồi, bây giờ có bạn nào giả bộ không biết cái chỗ này thầy giải thích nè. Tại sao A bằng 30 thì B bằng 60? Ai giả bộ bình luận đi, xem như chúng ta dối lòng, chúng ta không biết kìa các bạn mến. Chúng ta dối lòng, chúng ta không biết để thầy có cái thầy giải thích, chứ tự nhiên chúng ta biết hết trơn rồi thầy giải thích cái gì nữa. Trời đất ơi. Rồi, vậy là các bạn thương thầy ha. Các bạn nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ về phương diện của cái đường tròn nằm ở trên. Giả bộ thầy lấy cái thước này thầy che lại, chúng ta không thấy gì hết trơn nha. Không thấy gì dưới hết trơn. Các bạn thấy nè. Góc A được gọi là góc gì? Nó có một cái tên gọi, nó gọi là góc nội tiếp của đường tròn tam B. Góc A là góc nội tiếp của đường tròn tam B. Nó đang chắn cung MN. Nó đang chắn cái cung này. Góc B là được gọi là góc ở tâm của đường tròn tam B. Nó cũng chắn cung MN. Mà nghe thiên hạ đồn rằng, chí hồi nãy thầy Trọng cũng có đồn theo, là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung, thì góc ở tâm sẽ bằng 2 lần số đo góc nội tiếp, hay còn gọi là góc nội tiếp sẽ bằng 1/2 số đo góc ở tâm. Đúng chưa? Mới đồn chắc thì thầy rồi, chúng ta mới nhiều chuyện cái đùng đây không lẽ quên. Được chưa? Rồi, vô chỗ đó. Vô. Làm liền. Xét đường tròn tâm B. Xét đường tròn tâm B. Mình có góc MAN. Được chưa? Ghi tiếng Việt ra từ từ nè, sợ các bạn học trò không hiểu nè. Là góc nội tiếp chắn cung, thầy đang làm màu đó, chắn cung MN. Cung thì cong tròn lên cái. Được chưa? Cái góc thì nhọn quắt, cái cung thì tròn do. Rồi, tiếp tục nữa. MBN. Góc là góc ở tâm chắn cung MN, cung tròn lên cái. Từ đây thầy suy ra được MBN bằng 2 lần MAN, bằng 2 nhân 30, bằng 60 độ. Ủa phải không ta? Phải 2 nhân 30 bằng 60 không ta? Bấm máy tính lại cho chắc cái, chứ dạo này tính toán không biết đúng hay sai. Bằng đúng. Có nhiều đứa vậy đó thiệt. Có nhiều đứa 2 nhân 1 bằng mấy nó cũng bấm máy tính nữa. Nó bằng 2 mà nó không chắc nữa mấy đứa thân mến. Trời đất ơi. Rồi, tới đây hiểu chưa? Một cái là góc nội tiếp chắn cung MN. Một cái là góc ở tâm chắn cung MN. Của một đường tròn nha, nằm trên một đường tròn nha. Thì một cái là góc nội tiếp, một cái là góc ở tâm. Thì góc ở tâm sẽ bằng 2 lần góc nội tiếp. Quá dễ hiểu. Rồi, được ha. Tiếp tục nữa. Xét đường tròn tâm C. Y rang như vậy các bạn. Xét đường tròn tâm C. Đầu tiên thầy có B phở B bò Quy. B phở B bò Quy là góc nội tiếp trắng cung gì? Ui, bê phở, bê bò, quy là góc nội tiếp trắng cung gì? Cung gì mấy đứa thân mến? Cung gì? Cung bê phở quy. Bê phở quy, cung lên cái cho nó đã mà. Đã sao các thân mến? Trời đất ơi, tự nhiên mình làm được bài toán thì mình thấy đã liền đúng không nè. Rồi tiếp tục. B phở C quy. B phở C quy là góc gì mà nó trắng cái cung? Góc gì các bạn thân mến? Thầy chơi cho các bạn học trò điền đó. Góc gì? Trời đất ơi. Góc gì? Góc ở tâm. Chính xác, góc ở tâm ha. Từ đây thầy suy ra được B phở C quy sẽ bằng 2 lần B phở B bò quy. Đặt cái tên nghe dữ dằn ha. 2 nhân 60 bằng 120. Hey, trời đất ơi, dễ hiểu dưới trời. Đúng không nè? Dễ hiểu quá trời, dễ hiểu. Cực kỳ dễ hiểu. Hey, đã quá. Hấp dẫn quá. Chưa bao giờ có một tiết học mà nó vui như thế này các bạn thân mến. Mình ghi cung rồi thì cũng ký hiệu cung à. Khỏi ký hiệu cũng được, hoặc ký hiệu cũng được. Nói chung là nó dư mà nó đúng. Nhớ nha, khỏi ký hiệu cũng được, hoặc ký hiệu cũng được. Rồi. Tiếp tục. Đã nói là cái bài cho nữ mà câu A mình làm được thì câu B là nghĩa địa gì? Đúng không mấy đứa thân mến? Nè, mấy đứa nữ nhìn nè, nhìn đàn ông con trai người ta làm cái bài của nữ nè. Đó, cái bài có cái nơ trên đầu là bài của nữ nha. Mai mốt thầy cô đi trong lớp, thầy cô kêu mình là làm cái bài mà có dấu sao trên đầu mà nói là ui mấy cái bài này của nữ thầy ơi, mấy bài này của bạn nữ. Bộ Giáo dục nói là bài có nơ trên đầu là của nữ, không phải của nam. Rồi, giờ làm câu B nè. Câu B nha, câu B nha. Vậy rõ ràng ở đây chúng ta biết được góc này 60 ha. 60. Góc này là 120 ha, 120. Rồi. Vô câu B. BCQ bằng 160, 136 thì MAN bằng nhiêu? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy các bạn thân mến? Trời đất ơi. Không lẽ mình đi từ trường về nhà được, mà không lẽ mình đi từ nhà tới trường đi không được? Đúng không nè? Không lẽ đi vậy không được? Chỉ là một bài toán ngược lại những gì ở câu vừa rồi thôi. Ủa gì hả? Vừa gì hả? Đúng là mình làm toán mà cũng có trend TikTok trong đây nữa các thân mến. À, mình học toán mà cũng có ủa gì hả? Không lẽ mình đi chiều thuận được mà bây giờ mình đi chiều nghịch, không lẽ đi không được? Có số bạn nói là chưa có chép kịp nè, chúng ta tranh thủ chụp màn hình cái đi. Cố lên. Nói chung cũng thông cảm mấy đứa. Như ăn kẹo à? Đúng rồi. Phải mà nói là như ăn kẹo bông gòn ha, dễ như ăn kẹo bông gòn ha. Còn mà chúng ta ăn kẹo dẻo là cũng hơi bị trầy da tróc giải nha. Ăn kẹo dẻo là nhiều khi cũng mắc răng à. Còn ăn kẹo bông gòn thì bỏ vô miệng cái nuốt à. Rồi. Vô. Vậy là ở đây đầu tiên vô ha. Đây là 136. Thì cái ông ị này chia 2, 136 chia 2 thì bằng 68. 68 chia 2 thì này bằng 34. Có cần thầy phải ra tay không mấy đứa thân mến? Ôi, câu này nè, để tôi khởi động ấy. Có cần thầy phải ra tay cái bài này hay không cả? Hay là mấy đứa học trò của thầy nó làm được hết trơn cả? Có cần không? Khỏi, để em hả? Vậy là em hoàn toàn tự tin bản thân là em có thể làm được đúng không? Rồi, không cần ha. Rồi. Bây giờ sẵn học hình. Bây giờ tới cái màn này nè các bạn thân mến. Thầy sẽ dành cho các bạn học trò 30 phút cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay để các bạn học trò nào mà có những bài tập cần hỏi, chúng ta bình luận, chúng ta hỏi. Đại số hay hình học đều được cả. Để hỏi được cái nội dung học tập ngày hôm nay, các bạn bình luận là bài mấy, trang mấy sách giáo khoa. Thầy sẽ lật ra ngay chốc cái bài luôn thầy chỉ cho mình. Dữ dằn ha. Ghê thiệt. Rồi bây giờ nè, một lần nữa nha, chúng ta tham gia vào nhóm chương trình toán lớp 9 chưa? 1.000 thành viên nha. Hiện tại là 200 thành viên rồi. Dự kiến xong buổi livestream ngày hôm nay là tới 500 thành viên rồi đó. Vô nhắn tin cho thầy chưa? Nhắn tin cho thầy xin tham gia vào nhóm chương trình toán chính chưa nè? Chưa đúng không? Chưa thì nhắn tin cho thầy đi. Hồi nãy thầy cho thông tin để nhắn đó. Chúng ta nhắn chưa? Tranh thủ nha. Thời gian là tiền bạc nha. Rồi em nhắn rồi. Nhắn rồi. Ok. Chưa đúng không? Có bạn nào chưa không? Rồi chúng ta lấy cái số nè. Vũ là nha. Vũ là tiếng Việt của mình á. Rồi. Nhanh lên. Chúng ta nhắn cho thầy một tin nhắn. Nhớ nhắn có chủ ngữ, có vị ngữ, có dạ thưa và có nội dung rõ ràng nha. Chứ chúng ta gửi lời mời kết bạn với thầy cũng như không nha mấy đứa thân mến. Thầy không có phản hồi đâu. Chúng ta gửi lời mời kết bạn với thầy cũng như không mà. Thầy cũng không có phản hồi đâu. Chúng ta chủ động chúng ta nhắn tin cho thầy một tin nhắn. À dạ thưa thầy ơi, vừa nghe qua thầy có một cái tiết live rất là hay và hấp dẫn trên nền tảng TikTok. Em rất trân quý những tiết live stream của thầy. Em có một điều muốn nhắn nhỏ với thầy gì đó. Trời đất ơi. Rồi, bình luận với thầy bài mấy, trang mấy, sách giáo khoa. Một lần nữa xin long trọng kính mời và kính mời. Bình luận có chủ ngữ, có vị ngữ, có dạ thưa. Các bạn học trò ơi, bình luận có chủ ngữ, có vị ngữ, có dạ thưa. Dạ thưa thầy bài 9 trang 54. Đó tôi mới thấy một bình luận nè. Nó từ. Có một bạn bình luận rất là lễ phép mà cái bình luận nó nhanh quá. Bạn Khải Ba Phải. Dạ bài 9 trang 54. Hy vọng là bài dễ ha. Cầu trời cẩn Phật, nó hỏi cái bài khó chắc tôi cũng tiêu luôn. Bài 9 trang 54. Bài 9 trang 54, bạn Khải Ba Phải. Trang 54. Bài 9. Kính thưa các bạn học trò thân mến, chúng ta tố cáo hành động vô cùng không trung thực của bạn này cái. Một hành động không thể nào chấp nhận được. Trời đất ơi, thầy thì rất thật lòng. Bài 29. Rồi. Bài 29. Thôi thông cảm cho nó với thông ánh. Rồi chúng ta quỹ tố cáo các bạn thông ánh. Quỹ tố cáo. Dòm nè. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích của nghiệm nếu có. Đây là hệ thức VS đó em thân mến. Đây, thầy giảng một tí là chúng ta hiểu liền nè. Này nghe kỹ nè nha. Phương trình bậc 2 á, phương trình bậc 2 có dạng là AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Và với điều kiện là A khác 0 nha. A khác 0. Thì chúng ta sẽ tính được như sau. Hệ thức VS nha, nếu phương trình có nghiệm. Đầu tiên chúng ta phải biết được chắc chắn phương trình là phải có nghiệm nha. Phương trình có nghiệm nè. Thì chúng ta sẽ được lập hệ thức VS. Cái việc mà để làm thế nào để phương trình có nghiệm là chúng ta phải biết được là nó phải là thuộc trường hợp là delta bằng 0 hoặc là delta lớn hơn 0 nha. Có nghiệm là delta bằng 0 nè. Hoặc là delta lớn hơn 0 nè. Hoặc là delta lớn bằng 0 nè. Thì nó rơi vào những trường hợp này là nó có nghiệm được nha. Đây là nghiệm kép nè. Đây là hai nghiệm phân biệt nè. Đây là có nghiệm nè. Rồi. Thì chúng ta mới được sử dụng hệ thức VS. Lưu ý nha, muốn sử dụng được hệ thức VS thì phương trình nó phải có nghiệm S bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A. Cái này tiết live rồi thầy có chỉ nè. Bạn nào học ở tiết live rồi có học được hệ thức VS ra công thức này nè. Rồi. Được chưa? Còn vô nghiệm là không có nha. Vậy ở đây câu hỏi được đặt ra nhìn vô đây. Không giải phương trình hãy tính tổng. Không giải phương trình, hãy tính tổng cái này. Vậy mình không giải phương trình, mình tính delta thôi. Mình tính delta thì cái là delta nó rơi vào trường hợp nào? Nếu như rơi vào trường hợp bé hơn 0 là bỏ luôn, khỏi cần tính. Còn nếu mà rơi vào trường hợp lớn hơn 0 hoặc là bằng 0 thì chúng ta sẽ áp dụng hệ thức VS nha. Rồi, vô nè. Ví dụ câu A nha. Thầy làm cho chúng ta hiểu nè, câu A nè. 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Đầu tiên là A bằng 4, B bằng 2 và C bằng -5. C bằng -5. Sau đó mình tính delta. Delta là bằng B bình -4 nhân A nhân C. Rồi thế vô 2 bình -4 nhân 4 nhân cho -5. -5 là số âm, chúng ta nhớ đóng ngoặc lại nha mấy đứa thân mến. Rồi. Sau đó chúng ta dối lòng, chúng ta bình luận cái kết quả này cho thầy cái nào. Nhiều. Ui, nhiều à? Nhiều. -10 là tào lao nha. Làm sao mà -10 được? -4 nhân -5 là bằng 20 rồi, tặng là số dương không mà làm sao mà ra được số âm được mấy đứa mến? Mấy đứa làm thầy đau lòng như vậy. Trời đất ơi, chúng ta dối lòng, chúng ta không bình luận số đẹp chứ. Trời đất ơi, 4 cộng 80 bằng 84, tôi không tin mấy đứa thiệt chứ. Lớn hơn không? Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đáng lẽ là mình phải tính nghiệm x1, x2. Nhưng ở đây nó nói là không được giải phương trình, có nghĩa là mình không được tính x1, x2 mà mình phải sử dụng hệ thức mé S ở trên để mình làm ha. Vậy là phương trình mình có nghiệm rồi mình áp dụng hệ thức mé S. Hệ thức VS S bằng x1 cộng x2, tức là tổng hai nghiệm nè, bằng -B chia A. -B chia A là bằng -2/4. Đúng chưa? -2/4 thiên hạ người ta đồn rằng bằng -1/2. B bằng x1 nhân x2 bằng C chia A. C chia A là bằng -5/4. Cái này hết rút gọn được rồi. Này là tổng hai nghiệm nè, là tích hai nghiệm nè. Được chưa? Rồi. Chưa học thì bạn học. Cái này là bài của bạn hỏi chứ không phải là bài của mình. Rồi, tiếp theo nữa nè. Được ha, còn những câu còn lại mình tự xử nha, bạn gì đó hơi thân mến. Rồi. Bài mấy, trang mấy, sách giáo khoa. Bình luận có chủ ngữ, có vị ngữ, có dạ thưa. Bạn Hằng Nguyễn bình luận là dạ thưa thầy, bài B2 hình sách giáo khoa trang 69. Giống như bài hồi nãy tôi dạy dữ vậy. Nó hỏi giống cái bài hồi nãy như vậy. Trời đất quỷ thần ơi. Không xong rồi. Cái bài này tôi mới dạy mấy đứa ơi. Tôi mới like tất thị. Đau lòng như vậy. Bài gì đâu từ tôi coi cái đúng không? Bài B2 hình trang 69. Bài B2 hình là bài gì ta? Bài B2 hình là bài gì hẳn? Bài 2 hình trang 69. À, bài này. Sorry Hằng. Sorry chị Hằng nha. Rồi vô. Bài này chưa dạy. Thông tin, nhắn tin cho thầy để tham gia nhóm 1000 thành viên nha. Thầy like xong là thầy sẽ duyệt các bài học trò đó. Tranh thủ nha. Nhớ kiểm tra tin nhắn thường xuyên nha. Thầy phản hồi tin nhắn cho từng bạn đấy. Cho hai đường thẳng XY và ST cắt nhau tại O. Trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ một đường tròn tam O. Thầy vẽ theo cái ý đồ của thầy muốn đi. Đây là đường thẳng XY nè. 40 độ đúng không? 40 độ. Rồi đây là đường thẳng ST này ha. Rồi đây là góc O đúng không? Có góc 40 độ thì chắc chắn là ông ị này là 40 rồi. Tưởng tượng nha, tưởng tượng nó là 40 ha. Chưa chắc nó là 40 nha. Tưởng tượng đi. Vẽ một đường tròn tam O. Vẽ một đường tròn tam O. Vậy là ở đây người ta muốn vẽ bất kỳ. Rồi, đây là đường tròn tam O nè. Tính số đo các góc ở tâm xác định bởi 2 trong 4 tia góc O. Vậy là góc ở tâm đúng chưa? Bây giờ mình sẽ tìm. Mình tìm các góc nhỏ thôi ha, chứ đừng có tìm góc lớn, chỉ mất công mệt lắm. Góc này 40 thì góc này cũng 40. Đây là một đường thẳng. Góc này 40 thì góc này là 140. Hiểu không? Hiểu tại sao 140 không? Bình luận. Hằng ơi, chị Hằng ơi, chú Cụi hỏi. Chú Cụi đang hỏi chị Hằng tại sao biết bằng 140 không? Ui. Có chị Hằng đã thông báo là có hiểu. Góc này 140 thì góc cái đây cũng là 140. Được ha. Kỳ bù đúng rồi. Mấy đứa này thông minh quá. Rất hãnh diện về mấy đứa nha. Vì 360 độ trừ 80 đâu ra. Trời đất ơi. Nguyên tổng thể cái đường thẳng này là góc bẹt là 180. Đây là 140, ý đây là 40, lấy 180 trừ 40 còn lại 140. Nè. 140 ý 180 đi trừ cho 40. 0 trừ 0 bằng 0, 8 trừ 4 bằng 4, 1 hạ xuống. Trời, tính ra thầy cũng rảnh thật chứ ha. Nói chứ thầy ghẹo mấy đứa thôi cho nó mấy đứa học cho nó vui. Người thành công nên có đường đi riêng thầy ạ. Đúng rồi. Nếu mà mấy đứa có đường đi riêng thì ở đây là các bạn cứ ghi đại đi. Ở đây là 40 thì các bạn ở đây ghi đại là 141 đi. Ha, mình người thành công mà, mình có đường đi riêng. Mình cứ ghi đại là 141 đi. Mình đi riêng không giống ai hết trơn. Góc bẹt sao kỳ bù thôi. Trời đất ơi, kỳ bù cộng lại là 180. Gọi là kỳ bù, còn góc bẹt là góc bằng 180. Tổng thể này là góc bẹt thì hai góc này là hai góc kỳ bù. Trời đất ơi, tôi phải đính chính lại mới được. Góc số 1, góc số 2. Đây là A, đây là O, đây là B. A, O, B là góc bẹt là 180 độ. Được chưa? Góc số 1 và góc số 2 là hai góc kỳ bù. Được chưa? Khổ quá, đồng chí khổ quá. Nhìn này không sao, Đình Dũng thân mến. Không sao. Thầy ơi, chỉ em vẽ góc 40 độ với. Lớp 6 có chị. Lấy cái thước đo độ ra vẽ góc 40 độ là xong. Trời đất ơi. Rồi, được ha, câu này tự xử. Rồi, tiếp tục nữa nè, các bạn học trò thân mến. Dạ thưa thầy, cho em hỏi bài 23 sách giáo khoa trang 19 ạ. Rồi, bạn Tiến bình luận rất là dễ thương luôn. Follow kênh bạn Tiến liền, không nói gì các bạn học trò thân mến. Bình luận dễ thương quá. Bài tập số 23 trang 19 đây. Thiệt tình chứ. Hỏi cái bài gì đâu nữa. Mấy đứa không có thương thầy gì hết trơn à. Mấy đứa lựa mấy bài khó hỏi thầy phải không? Mấy đứa đang không thích thầy đúng không? Tại sao không lựa mấy bài dễ mà hỏi? Đi lựa mấy cái bài khó hỏi thầy không vậy? Trời đất ơi. Mấy đứa này thiệt tình chứ. Tôi phải giận mấy đứa nó mới được. Lần sau là thầy phải dặn mấy đứa là hỏi bài dễ, không hỏi bài khó. Hay, uống miếng nước kìa đã. Đặt ấn phụ nữa. Trời đất ơi, nó còn chỉ cái chiêu khó hơn nữa. Đã cái bài người ta khó rồi hà. Cái bài người ta khó rồi à. Mà nó còn chỉ cái chiêu là đặt ẩn phụ cho nó khó hơn nữa. Trời đất ơi, thôi khỏi cần chỉ. Để tôi uống miếng nước, tôi lấy hơi cái đã. Giờ là tới cái màn tặng bông tặng hoa nè. Kính thưa các bạn học trò thân mến, tôi cũng là người trần mắt thịt, cũng cần có bông hoa hồng. Không biết là trong buổi livestream ngày hôm nay có ai rơi rớt bông hoa hồng đi ngang phiên livestream của thầy không? Làm ơn tặng cho thầy giới. Nó phải có một cây keo mát liền đúng không? Trời đất ơi. Vậy là hồi nãy giờ nhà giàu không mà giấu giếm ha mấy đứa thân mến. Vậy là mấy đứa dành tặng cho idol nào? Tôi phải mở miệng ra, tôi năn nỉ, tôi xin xỏ thì mới có bông hồng. Vậy là hồi nãy giờ giấu. Mấy đứa không được rồi, mấy đứa không được rồi. Mấy đứa làm kiểu này là tôi không bằng lòng rồi. Tôi cảm thấy không hài lòng về mấy đứa rồi đó nha. Rồi, vô. Cái bài này hiện tại ngưng một tí. Định vị nó nằm ở trang 19. Nằm trong cái bài là giải phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Vậy chúng ta có thể giải bằng phương pháp cộng đại số hoặc phương pháp thế đều được. Chứ cái bài này đang nằm trong phương pháp thế là chúng ta phải giải bằng phương pháp thế nha. Nên là nhưng điều do cái bài này đang nằm trong cái bài toán là giải bài toán bằng phương pháp cộng đại số. Nên đề bài họ không có kêu giải theo kiểu gì. Nên chúng ta có thể giải một trong hai cách. Cách nào chúng ta cảm thấy dễ chịu thì chúng ta làm. Và sau một thời gian nhìn, thầy thấy được hệ số trước x giống nhau. Thầy chỉ cần dùng một hành động nhỏ nhen, đó là thầy khử nó đi. Một hành động hết sức đau lòng. Các bạn học trò dòm đây. Rất là buồn các bạn thân mến. Rất là buồn khi phải nói điều này. Nếu như bây giờ thầy lấy phương trình phía trên, thầy đi trừ cho phương trình phía dưới, thì anh x mất rồi các bạn học trò à. Mất thật rồi. Không còn x nữa. Rất đau lòng các bạn học trò. Đúng không? Mất rồi. Mất x rồi. Anh trên trừ anh dưới. Mất x. Ông ỷ này trừ ông ỷ này. Mở to con mắt lên trừ nha. 1 trừ 1. Hết. Trừ căn 2. Trừ căn 2 bằng trừ 2 căn 2. Y. 5 trừ 3 bằng 2. Ngưng. Thở. Một trừ một mất, đau lòng. Trừ căn 2, trừ căn 2 bằng trừ 2 căn 2, vui lên. Không mất là vui liền, mất là buồn liền. Cũng mất câu chuyện chia ly mà phải buồn chứ. Rồi. Tới đây được chưa? Tới đây được chưa? Rồi, được hang, được hang. Trời ơi, ở đó mà ngồi bên kia màn hình lo cười không đi. À, ở đó học mà lo cười không đi. Rồi, sau đó các bạn học trò thân mến, mình chọn một trong hai phương trình mình ghi lại. Một trong hai phương trình mình ghi lại. Mình thích phương trình nào thì mình ghi phương trình đấy. Phương trình này nhìn thấy ghét quá, ghi phương trình trên. Rồi, tại thầy thích thôi chứ không ai ép thầy ghi cái phương trình trên cả nha. Rồi, chúng ta dòm này ha. Y bằng 2 trừ 2 căn 2 nè, chuyển qua thành trừ ha. 2 chia trừ 2 căn 2 thì sẽ bằng trừ 1 phần căn 2. Hoặc là có thể ghi là trừ căn 2 phần 2 cũng được nha. Nè, rồi. Từ từ. Menu 912. 1 cộng căn 2. 1 cộng căn 2. 1 trừ căn 2, 1 trừ căn 2. 5. 1 cộng căn 2, 1 cộng căn 2. 1 cộng căn 2, 1 cộng căn 2. 3. Trời ơi, xấu quá mấy đứa thương mến, nó không có đưa về căn giúp mình. Máy tính gì kỳ cục thiệt chứ. Ta đang tính ăn gian đưa về căn mà nó không có đưa về căn giúp mình vậy trơn à. Rồi. Một cái. Hay da. Găng đây. Vậy là thầy trò chúng ta cần phải trổ tài rồi mấy đứa thân mến. Ha, bây giờ mấy đứa lựa một trong hai kết quả đi, thầy lựa kết quả này đi ha. Bởi vì cái phương án này là phương án tự tính tay. Rồi, xong cái chỗ này ha, xong chỗ này ha. Sao không xài 880? Tôi không có đủ điều kiện để mua 880. Gia đình thầy thuộc dạng hộ xém nghèo. Mà cái nữa là thầy cũng không biết bấm 80 nữa, là gì thầy bấm. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chỗ này thầy làm theo cái chiêu này. X bằng những gì không liên quan thầy vượt qua nè. Nhà thầy dòm này các bạn nhìn kỹ nha. 5 trừ 1 trừ căn 2 y chia 1 cộng căn 2. Nhìn kỹ cái bài không? Ui, ui, nè. Nguyên cái dấu cộng nè, dục qua đây thành dấu trừ. Nguyên cái phép tính nhân nè, dục qua đây phải tính chia. Hợp lý, quá hợp lý. Trời ơi, mình thông minh dữ vậy trời. Để chi? Mình tính toán cho nó nhanh thôi. Cái việc đó là gọi là thủ thực tính toán thôi. Chứ không có ai gọi là mình thông. Chứ không phải cái gì nó quá to lớn quá thằng Mắm. Nó chỉ gọi là thủ thực tính toán thôi. Rồi, thế vô. Thế vô ở đâu? Thế vô ngoài nháp. Đừng có trình bày lê thê lết hết trong đây. Ai cũng thích sự gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp cả. Và thậm chí giáo viên người ta cũng thích nữa. Trời đất ơi, đứa này nó tính mà nó gọn gàng, sạch sẽ quá, thơm tho quá. Hình như có mùi cơm pho nữa. Thôi cho nó 10 điểm đi. Chứ các bạn trình bày có một bài toán dày mà các bạn trình bày từ trang này qua trang kia qua trang nọ. Mà cũng có một bài, cũng có một điểm. Chúng ta trình bày chi vậy? Đúng chưa? Trình bày gọn gàng. Cái nào cần ngoài nháp thì trình bày ngoài nháp. Còn cái nào cần vô trong bài làm thì vô trong bài làm. Rồi, trích này ra. Ê, đi ra đây chơi. Đi ra đây tao xử lý mày. Nó, kêu nó ra đây. 1, 5 trừ, mót ra 1 trừ căn 2 nè. Nhân y nè, là nhân cho trừ 1 phần căn 2 nè. Rồi, chia nè, 1 cộng căn 2 ha, 1 cộng căn 2. Xử lý này trước, bây giờ rút còn trình tự trước nha. 5 trừ nè, lo học đi nghe chứ đâu ngồi đó cười không là tiêu nha. Ngồi đó cười không là tiêu à. Rồi, nhân vô nha, anh này nhân vô đây. Bỏ ngoặt luôn. Vậy là trừ với trừ nè, các bạn học trò nhìn kỹ nè. Trừ nè, với trừ nè, thành cộng này ha. Nhân vô đây là 1. 1 phần căn 2. Nhân vô đây thì ra được là trừ 1. Chia cho 1 cộng căn 2 ha, 1 cộng căn 2. Rồi rút còn cái nữa là 4 cộng 1 phần căn 2. Chia cho 1 cộng căn 2 ha. Trời đất ơi. Giờ sao ta? Bấm máy tính nó ra số đẹp không cả? Bấm lại thì nó ra đẹp không? Mình làm biến tính toán quá. 4 cộng 1 phần căn 2. Cầu trời khẩn Phật nó ra con số có căn căn giúp thầy trò mình cái cho nhẹ nhàng tính toán cây. Ê! Nó cái thằng mến. Nó đó. Trời đất ơi, ghi vô đây. Hèn, ghi vô đây. Vậy là thầy trò chúng ta lần ra được manh mối này. Mình tính được, chứ không phải mình tính không được. Mà cái việc tính toán nó lâu lắc quá. Nó tốn thời gian quá. Đúng chưa? Vậy là mình bấm trực tiếp cái chậu này nè. Mình thế vô đây là vừa. Nè, bấm ngay chỗ này ha. Ăn gian tí. Máy tính làm chi mà không biết sử dụng. Mở ngoặc. Trừ căn 2. Đâu đây, căn 2. Đóng ngoặc. Cái này là có học kỳ 1 mà đúng mấy đứa thân mến. Mà học kỳ 1 mà mình đang học kỳ 2 có nghĩa là mình biết tính rồi. Nhân. Mở ngoặc. Thế y vô. Trừ 1 phần căn 2 ha. Trừ 1 phần căn 2. Rồi. Đóng ngoặc. Xuống. 1 cộng căn 2 với mẫu. Giờ bấm không ra giống vậy chắc nhục mặt dữ lắm. Ê! Đúng thiệt mấy đứa thân mến. Đúng thiệt. Ghi quả vô đây. Vậy đôi lúc chúng ta cũng phải có một chút gì đó của sự lương lẹo. Mấy đứa thân mến ha. Đôi lúc cái sự trung thật quá nó cũng không được tốt lắm ha. Nên là các bạn lưu ý ha. Phải tự biết bảo vệ bản thân của mình trước khi sau bảo vệ ha. Cái nào chúng ta xử lý được thì chúng ta xử lý đi. Đừng có khuôn khổ quá. Cuộc đời đôi lúc cũng phải dễ dãi một tí ha các bạn thân mến. Rồi, một lần nữa xin long trọng cảm ơn chân thành nghiêng mình một góc 19,5 độ. Gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn học trò đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Một tiết học rất hay, rất vui, rất giàu cảm xúc và rất ý nghĩa. Hy vọng là các bạn học trò sẽ có dịp đồng hành cùng với thầy qua nhiều buổi live tiếp theo nữa. Hãy nhớ giúp thầy cùng tham gia vào nhóm chương trình Toán 9 để có thể lặn lội qua từng điểm số, từ điểm 1 biến thành điểm 10, từ hạng bét biến thành thủ khoa đầu vào của chương trình tuyển sinh 9-10. Đã nổ thì nổ cho tới bến. Một lần nữa, chúng ta cùng tham gia nhóm Zalo. Thầy ghi cái viết hết mực chắc là TikTok nó không thấy đâu. Nó không có chặn được thầy đâu. Đây, đầu tiên các bạn nhấn vào con số này đây. Số gì đây? Con số gì đây? Và nhắn tin trực tiếp cho thầy để chúng ta biết được thông tin tham gia vào nhóm chương trình Toán 9. Hiện tại có 2 nhóm để cho các bạn học trò tham gia. Và sau khi các bạn nhắn tin cho thầy, thầy sẽ gửi cho các bạn một cái tấu sớ của Táo Quân. Chào mừng các bạn học trò đến với tiên livestream ngày hôm nay, gì đó tùm lum tất cả các kiểu. Chúng ta chịu cực đọc một tí nha. Rồi, 100 tim rồi kìa thầy. Biết gì hồi nãy xin 200 cả tim ha. Rồi, follow kìa thầy một cái, sau đó thầy trò chúng ta ngủ thôi. Thầy cũng đi ăn cơm thôi nào, đói bụng quá trời rồi. Tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Rất là buồn khi chia tay các bạn học trò luôn. Tạm biệt nha.